Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động thần tài báo mộng, đúng tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, được các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra. Tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trúng số độc đắc, trăm tỷ cầm tay, khó ai sánh bằng, chắc chắn giàu to. Đặc trưng tính cách và vận số của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của Tân Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản Tân Hợi biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét làm ầm lên cho người khác biết. Cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai, những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh, Tân Hợi là những người rất thân thiện, hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tân Hợi thuở nhỏ, phải chịu nhiều cuộc sống thiếu thốn khó khăn, bởi vậy, họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để có thể xây dựng cuộc sống ổn định, đủ đầy. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý. Về ưu điểm nổi bật, người tuổi Tân Hợi chính trực, làm việc gì cũng chuyên tâm, nhân duyên cơ hội cũng rất tốt, tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, nội tâm kiên cường, có thể bảo vệ bản thân, cũng như những người quan trọng, có khó khăn người tuổi Tân Hợi trực tiếp đương đầu, là người trọng tình, trọng nghĩa, đàng hoàng, thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết. Tiếp nữa, Tân Hợi 1971, bẩm sinh có suy nghĩ tư tưởng đơn thuần, không tính toán chi ly, họ tuyệt đối không phải là người có thể đâm sau lưng người khác, bán đứng bạn bè. Thái độ của tuổi Tân Hợi đa phần đều hiền hòa, nhẫn nhịn, họ cũng không dối trá, quanh co, lừa gạt người khác. Về khuyết điểm, người tuổi Tân Hợi không kiên định, sống theo cảm xúc, khoan dung quá nhiều thành nhu nhược đối với những người dối trá, lừa gạt, thiếu khả năng phân biệt đúng sai. Người tuổi Tân Hợi, bản chất tâm địa thiện lương, đối với người mới quen sẽ không có cảm giác không đề phòng, không có linh cảm ngờ vực, cũng vì vậy, họ dễ bị lợi dụng. Tân Hợi cũng rất ham chơi, không có chí tiến thủ vươn lên tầm cao mới, họ còn có một khuyết điểm rất đáng chê trách, đó là hay gây sự, đùa dai, mỗi khi đã định trêu chọc ai đó nhất định sẽ không bỏ cuộc, phải khiến đối phương tổn thương mới chịu bỏ qua. Tuổi Tân Hợi 1971, tuổi nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Bởi vậy, họ sống cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đủ đầy. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý. Nhìn lại quãng đường mà Tân Hợi đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Tân Hợi mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình. Nên Tân Hợi mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình,
Tân Hợi mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Tân Hợi vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Tân Hợi cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Tân Hợi sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Tân Hợi dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Tân Hợi ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Tân Hợi có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Tân Hợi cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Tân Hợi luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Tân Hợi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, buộc chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Tân Hợi như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Tân Hợi là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Tân Hợi, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Luận giải ý nghĩa dân gian của tiết kinh chập tháng 2 âm lịch. Theo lịch phương Đông, tiết kinh chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi xác, thực vật ươm mầm nảy chồi, cảnh xuân tươi tốt, nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giãn tinh thần. Để dưỡng sinh trong tiết kinh chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể, để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực, ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn, tuyệt đối tránh thức khuya. Đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất. Bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Tân Hợi thông qua 4 phương diện cuộc sống là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho biết,
bước sang tháng mới sự nghiệp của con giáp tuổi Tân Hợi lúc này rất đáng để mong đợi. Khi mà nhiều người tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng mang lại sự uy nghi, đường bệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà bạn dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng, vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ bạn. Có thể nói, tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo, nên nhiều người có cơ hội thăng tiến công danh, quyền thế và cả tiền bạc trong tháng này. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới, dù ai đó có ghen tị, thì đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn đâu, vì năng lực của bạn đã được khẳng định trong một thời gian dài rồi. Tháng này, một số người cũng có thể nhận được cơ hội việc làm mới, để bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình, hoặc lời đề nghị thăng chức. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần, bạn có thể hiểu được mọi việc một cách suôn sẻ. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, tháng này, tình hình tài chính của con giáp tuổi Tân Hợi khá rực rỡ, dường như nguồn thu này đang bồi đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của bạn vậy. Thậm chí, có nhiều người có được của ăn, của để, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho bạn có tương lai tốt hơn. Nhiều người tuổi này nhớ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì ít hay nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhé. Lục bạch bay về phương Bắc cho thấy, những ai phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội, sẽ có thể phát tài. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh, thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chấp lấy thời cơ của mình. Về phương diện tình cảm, xem tử vi tháng, vận trình tình cảm của người tuổi Tân Hợi trong tháng này có nhiều thay đổi tích cực, vì bạn rất biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời, cũng như người thân của người ấy, thậm chí bạn còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Người độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn, như ý, để bạn có thể chọn lọc và nhận ra ai là một nửa đích thực của mình. Bản mệnh phải chấp nhận một thực tế rằng bạn không thể tìm ngay được người vừa ý. Do đó, phải loại bỏ rất nhiều đối tượng tiềm năng, nhất là những ai có thái độ thô lỗ, thiếu tôn trọng, thì hãy loại họ sớm bằng thái độ vừa từ tốn, vừa dứt khoát, để đừng làm lãng phí thời gian của hai người thêm nữa. Nhiều cặp đôi có thể đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, những cuộc trò chuyện khiến hai bạn lại gần nhau hơn, thậm chí có thể đi đến các quyết định quan trọng của mối quan hệ. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 2 tuổi Tân Hợi âm lịch, tình hình sức khỏe của những con giáp tuổi Hợi không có gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần tập trung vào việc ăn uống, đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày của bạn, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô. Mỗi khi mệt, bạn nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này không phù hợp cho những việc quá sức, tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu bia, con giáp Tân Hợi nhé. Dưới đây là vận trình tử vi từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch. Tử vi tuần 1 tuổi Tân Hợi, tháng 2 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Tân Hợi được nhắc đến là một trong những con giáp may mắn tuần này. Có thể nói, bạn luôn biết cách để gom giữ may mắn và quyền lợi về cho bản thân. Đầu tuần có cả thiên tài và chính tài cùng trợ mệnh, nhờ thế mà người tuổi Tân Hợi tuần này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính khi mà tiền hết rồi lại có. Duy chỉ có thời điểm cuối tuần, số tiền bạc chi tiêu ra quá lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người tuổi Hợi đó. Được các tinh độ mệnh, bản mệnh sẽ đón nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay. Công việc nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, có thể có một số đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Các tinh thái âm cho thấy, quý nhân giúp sức cho con giáp này, phần lớn nữ mệnh sẽ được hưởng lợi từ điều này, nam mệnh cũng có phần may mắn, chỉ là đứng phía sau nữ mệnh mà thôi, đừng quá lo lắng bởi ai có công lao bỏ ra, thì chắc chắn cũng sẽ có phần để mang về. Dù vậy, bạn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc, dù sao trong môi trường nhiều cạnh tranh, ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên, không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Không chỉ sự nghiệp, vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ,
Hãy tin tưởng vào bản thân mình và nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Bạn sẽ thấy đồng tiền chảy về túi mình nhanh chóng hơn hẳn trước kia. Nhưng hãy cẩn thận, đừng đầu tư quá mạnh tay vì hung tinh vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, tuất, tiểu nhân, tí, dậu. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. Con số phát tài, 12, 20, 46. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Hợi, tháng 2 âm lịch 2024. Với người tuổi Tân Hợi, sao Tốt Thái Dương xuất hiện dự đoán, bản mệnh sẽ gặp vận may tương đối tốt trong tuần này. Con giáp này có nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay. Hơn nữa, bạn còn truyền cảm hứng cho người bên cạnh. Bạn bè xung quanh bạn dường như cũng nhận thức được sự thay đổi này ở bạn và họ sẽ trở nên tự giác và tích cực hơn dưới ảnh hưởng của bạn. Có thể có một số đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Dù vậy, bạn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc. Dù sao, trong môi trường nhiều cạnh tranh, ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên, không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Vận trình công danh sự nghiệp tuần này của người tuổi Tân Hợi khá tốt, chính ấn dẫn đường, con giáp này dễ dàng tìm thấy cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình, thoải mái phát huy năng lực cá nhân để giành lấy những gì mình muốn. Vẫn có những khó khăn nhất định, nhưng bản mệnh đều có thể vượt qua. Vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ, nhưng hãy cẩn thận, đừng đầu tư quá mạnh tay vì hung tinh thiên quan vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy người tuổi Tân Hợi có khả năng thăng tiến trong khoảng thời gian này, tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải khá vất vả trong công việc. Điểm báo tử vi cho thấy, con giáp này phải di chuyển khá nhiều vì lý do công việc, song càng đi xa lại càng gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Phương diện tình duyên, bạn sẽ có sự tương tác và thấu hiểu tốt hơn với nửa kia của mình, mối quan hệ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Đối với những người muốn kết hôn, sinh con hoặc thoát khỏi tình trạng độc thân, sẽ có những vận may đến đúng lúc. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, dần, tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, be vàng, đen. Con số phát tài, 16, 22, 09. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Hợi, tháng 2 âm lịch 2024. Tử vi tuần 3 của người tuổi Hợi báo hiệu hung vận khá lớn đang bao trùm lên vận trình tuần này của bản mệnh. Đầu tuần, công việc phát triển khá tốt, có chính quan nhập cục, lại thêm Thái Dương các tinh che chở, nên bản mệnh dễ dàng hoàn thành công việc được giao và đạt được những mục tiêu đã định. Tuy nhiên, thời điểm cuối tuần cát khí lắng xuống, vận trình công việc của con giáp này sa sút rất nhiều, thương quan cảnh báo, những sai sót có thể xảy ra. Khi mà bản mệnh thiếu tập trung vào công việc, bản mệnh cần có kế hoạch làm việc hợp lý hơn, đặc biệt, chú ý sắp xếp thời gian làm việc phù hợp để tạo cảm hứng làm việc. Cũng giống như vận trình công việc, vận trình tài lộc của con giáp này cũng khá bất ổn, với nhiều thăng trầm. Về cơ bản, thì tài vận của tuổi Tân Hợi khá sáng, khi có cả thiên tài và chính tài cùng trợ giúp, báo hiệu nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đang trên đà tăng tiến. Tuy nhiên, cuối tuần bản mệnh có thêm một số khoản chi, khiến cho túi tiền vơi đi ít nhiều. Đường tình duyên không được thuận lợi như mong muốn, các cặp đôi gặp phải nhiều cản trở trong mối quan hệ của mình. Những người mà bạn mong chờ đón nhận tình cảm của mình lại tỏ ý không vừa lòng. Có lẽ hai bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành được cảm tình cũng như sự ủng hộ từ những người thân yêu nhất. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Thân, Tị. Màu sắc may mắn, xanh dương, xanh lá. Con số phát tài, 48, 09, 28. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Hợi, tháng 2 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tân Hợi, có thể thấy rằng vận trình của con giáp này hung cát đan xen, nhiều vấn đề cùng nảy sinh trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là chuyện tình cảm bất đắc dĩ, bản mệnh dù cho đi rất nhiều, nhưng nhận về lại chẳng được bao nhiêu, đường công danh sự nghiệp cũng không hoàn toàn ổn định. Tuy về cơ bản là tuổi Tân Hợi tuần này đạt được nhiều bước tiến mới, cũng gặt hái được không ít thành công. Khi mà ấn quan hiệp lực tương trợ và tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện mình, song đó là chuyện đầu tuần mà thôi. Càng về cuối tuần thì vận trình sự nghiệp càng thêm phần sa sút,
người tuổi Tân Hợi có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, khiến cho những thành quả bạn đạt được trước đó bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng may, có giải thần cát tinh nâng đỡ, gánh bớt cho những xui xẻo, nên bản mệnh mới giữ được phong độ của mình. Riêng về vận trình tài lộc thì thiên tài cho thấy, con giáp này có thể sẽ nhận được khá nhiều cơ hội để phát tài phát lộc trong tuần này, đặc biệt là khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh chớ nên bỏ lỡ thời điểm này trong tuần, nhất là những người làm kinh doanh, càng nên cố gắng để chuyện làm ăn phát triển tốt đẹp hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mùi, tuất, tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, tím, xanh lá. Con số phát tài, 56, 88, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu cho thấy, tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay, cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng, cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết? Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây? Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm được gì đâu, cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không có gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu, chợt tỉnh ngộ, cảm tạ, rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào lòng đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt, từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt danh lợi, không nên cứ lợi hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bà mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là, trên thế giới này, đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời, sẽ tiêu hết tiền tích cóp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa, còn bị mổ vài lần rồi mới ra đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp ảnh chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giật đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về tức giận và tuổi thọ.
Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống từ 50 đến 60 tuổi. Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi, hoặc hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.